Xin chào các bác, và ngày hôm nay em sẽ đăng tải cho các bác các anh nhà mình về những mẫu đèn pin, những mẫu bơm và những mẫu bình giữ nhiệt, hộp đồ để các bác các anh nhà mình sử dụng đây nhá. Và đầu video ngày hôm nay em sẽ đăng tải cho các bác về một mẫu bơm mà các bác các anh nhà mình rất cần cho các em học sinh. Ngày hôm nay em sẽ đăng tải cho các bác các anh nhà mình về mẫu bơm nhỏ này nhá. Về một mẫu bơm nhỏ như thế này để cho các bác các anh nhà mình mua cho những em học sinh đi học nhá, cực kỳ là tiện lợi. Hoặc các bác các anh nhà mình nhà có công việc, các bác muốn bơm bóng cho gia đình nhá, thì giá cực kỳ là rẻ thôi. Với một mẫu bơm này hôm nay em sẽ đăng tải cho các bác giá chỉ có 70.000 đồng trên một chiếc thôi nhá. Bơm này sẽ là bơm Stanley. Bơm Stanley, một dòng bơm cực kỳ là cao cấp của bên cơ sở bên em luôn nhá. Và với mẫu bơm này thì rất là gọn nhẹ, các bác có thể là để vào cốp xe, bơm xe đạp, xe máy, cũng rất chi là tiện. Và ngoài ra em sẽ đăng tải cho các bác về một mẫu bơm cây nhá. Về một mẫu bơm cây mà mới với một dòng bơm này thì các bác các anh nhà mình sử dụng rất chi là nhiều, có đồng hồ đo hơi nhá, có đồng hồ đo hơi để cho các bác các anh nhà mình sử dụng. Mẫu này là mẫu bơm Stanley này, đồng hồ đo hơi cực kỳ là tiện, và cái chân để cho các bác các anh nhà mình để nhá, để đứng rất chi là dễ dàng cho em nhá. Và em báo giá luôn cho các bác dòng bơm Stanley này, mẫu này nó sẽ là mẫu mới nhá, giá của nó sẽ là 200.000 đồng trên một chiếc. Và tất cả những dòng bơm này thì nhà em đều có dây bơm để cho các bác các anh nhà mình thay thế, và được tặng kèm những mẫu bơm kim bơm bóng như thế này để cho các bác các anh nhà mình sử dụng nhá. Và tiếp đến là mẫu bơm bơm cây truyền thống mà các bác các anh nhà mình sử dụng quá là nhiều rồi. Với một mẫu bơm này thì một ngày em phải bán được mấy trăm cái luôn các bác ạ. Và với mẫu bơm này là bơm Kobushi, hàng công nghệ của Nhật các bác nhé, bơm công nghệ của Nhật. Và với mẫu bơm này thì các bác hãy nhìn cho em nhé, cái đồng hồ này là cái đồng hồ đo hơi, và cái này nó sẽ báo khi các bác các anh nhà mình bơm nhé, nó sẽ kim đấy, cái đồng hồ này nó sẽ lên nhé, đấy rất chi là tiện lợi đấy các bác nghe này. Cái sức hơi của nó rất chi là mạnh luôn nhá. Báo giá luôn cho các bác một chiếc bơm này, giá chỉ có 150.000 mà các bác nhìn này, rất chi là tiện lợi. Ngày xưa mà các bác bơm xe ấy, bơm xe đạp ấy, rất chi là nó hay có cái dầu với cái luyên ấy, nên là nó rất chi là bẩn. Nhưng mà với mẫu bơm công nghệ mới như thế này thì nhá, thì các bác bơm thoải mái cho em, không bao giờ lo bẩn nhá. Các em nhỏ, các cụ già đều có thể bơm được. Giá chỉ có 150.000 một chiếc thôi. Và với một dòng bơm cao cấp nhất mà hôm nay em sẽ đăng tải cho các bác, đó là một bơm Stanley. Bơm Stanley này để có bác anh nhà mình bơm xe sang, bơm xe xịn, bơm những xe hạng nhẹ, bơm dòng xe 4 bánh thoải mái cho em nhé. Với dòng bơm này sẽ là dòng bơm Stanley, hàng của Japan các bác nhé. Và với một dòng bơm này thì bên em nhận gửi hàng trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Đồng hồ đo nhiệt này các bác này. Đấy. Và với mẫu này thì em báo giá luôn cho các bác ở video ngày hôm nay, giá sẽ là 250.000, là bên em sẽ bao phí ship cho các bác. Ngoài ra em sẽ đăng tải cho các bác về một mẫu đèn đội đầu. Đèn đội đầu công nghệ Đức nhá. Với một đèn pin đội đầu công nghệ Đức này thì các bác mùa này rất hay mất điện, hoặc các bác muốn đi soi cá, soi cua, soi ếch ấy, các bác sử dụng mẫu này cho em. Với mẫu đèn này thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ nhá, tùy chỉnh cho em, chỉnh xa, chỉnh gần, chỉnh vuông, chỉnh tròn đều được các bác nhá. Và giá của nó chỉ có 150.000 đồng trên một chiếc thôi. Ngoài ra em sẽ đăng tải cho các bác một chiếc đèn pin 3 chân siêu sáng nhá. Một chiếc đèn pin 3 chân siêu sáng như thế này. Đấy các bác nhìn này, với một đèn pin này, với mức sáng của nó sáng như một chiếc pha đèn ô tô luôn các bác ạ. Để các bác anh nhà mình sử dụng cho em nhá. Và với mẫu này thì nhà em có rất là nhiều kích thước để cho các bác lựa chọn, mẫu to, mẫu nhỡ và mẫu nhỏ nhỏ nhá. Đấy, bác nào mà muốn biết chi tiết thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp đến cái số điện thoại mà em để góc trái màn hình ý, để bên em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Ngoài ra thì đây là những mẫu hộp đạn nhá. Hộp đạn này thì nhà em có từ 4 lít này, 7 lít, 9 lít và 11 lít. Dòng hộp đồ này thì nó sẽ có những cái chữ này, hàng này là hàng USA của Mỹ luôn các bác nhá. Và với một dòng bình này thì bên em nhận gửi hàng trên cho các bác trên cả nước luôn nhá, cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy, đựng đồ nghề để các bác làm bonsai, làm cây cảnh rất chi là tiện lợi. Còn khu vực đằng sau kia thì là nhà em có rất là nhiều những mẫu bịch tông, hộp đồ, hộp đạn nhá, và những mẫu áo mưa này, bên này là áo mưa này. Đấy, bên này là những mẫu bình giữ nhiệt này. Đấy, bác nào anh nào mà đang có nhu cầu sử dụng một sản phẩm gì thì các bác nhớ cho em xin một nút like nhé, một nút chuông và nhớ đăng ký kênh của em để đón xem được rất nhiều những sản phẩm mới. Đăng ký kênh của em nhé, là khi nào em đăng tải những mẫu mới là các bác đều có thể đón nhận được nhé. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.